Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 29 tháng 3 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Tân Tỵ, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Mão Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh Bạch Lạp Kim, ngày Tân Tỵ tức chi khắc can, nghĩa là họa khắc với kim, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm Bạch Lạp Kim, kỵ tuổi Ất Hợi, kỵ Hợi, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi kỵ Hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Tỵ lục hợp với thân, tam hợp với sửu và dậu, thành kim cục, xung với Hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Ất Hợi, Kỷ Hợi, tuổi xung trong tháng, tuổi Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão. Vài các sao tốt xấu trong ngày của các sao tốt như sao Thiên Đức Hợp, tốt mọi việc, sao Thiên Phú, tốt mọi việc, sao Nguyệt Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Thánh Tâm, tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao Lộc Khố, tốt về cầu tài lộc, khai trương, giao dịch, sao Dịch Mã, tốt mọi việc, nhất là xuất hành, sao Thiên Ân, tốt mọi việc, sao Thiên Thụy, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thổ Ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, sao Hoang Vu, xấu mọi việc, sao Vạn Vong, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, sao Trùng Phục, kỵ về giá thú, an táng, sao Chu Tước Hắc Đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao Quả Tú, xấu đối với cưới hỏi, sao Không Phòng, kỵ về cưới hỏi. Và đặc biệt, ngày 29 tháng 3 năm 2022, tức là ngày 27 tháng 2 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Vãng Vong, cũng là ngày Tam Nương Sát, xấu kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Tây Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 3 ngày 29 tháng 3 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ 3 ngày 29 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ 3 này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ mang đến cho bạn có được nhiều sự may mắn trên con đường tài lộc ngày hôm nay. Với bạn tuổi Tý có thể sẽ phát tài nhanh chóng nhờ vào những nghề tay trái của mình hoặc là nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và trong ngày này, một số người sẽ có được cơ hội phát tài nhờ vào những trò chơi may rủi. Tuy nhiên, khoản tiền từ trên trời rơi xuống không phải giúp cho bạn duy trì được sự khá giả lâu dài. Vì vậy, với bạn tuổi Tý, cần phải học cách làm giàu dựa trên chính sức lao động của mình bạn tuổi Tý nhé. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý, lại đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa. Điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm của bạn với người nhà lại không được như ý muốn. Hai bên thường xuyên có những quan điểm, ý kiến trái ngược nhau và đôi bên đều nên học cách lắng nghe người khác, không nên cứ cứng đầu với những quan điểm của riêng mình như vậy nhé.
Vài câu quýt cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim có thể sẽ phát tài nhanh chóng nhờ vào các trò chơi may rủi. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy nhận được tiền lương, tiền thưởng từ nghề tay trái của mình. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa khăng khăng làm theo ý của mình, dễ vướng phải những rắc rối. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ cố gắng làm giàu nhờ công sức của chính mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, vợ chồng có sự bất đồng quan điểm với nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 23, số 91, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày 29 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có tỷ kim giáng họa. Điều này làm cho bạn tuổi Sửu cần phải chuẩn bị về tinh thần để đối diện với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, ví như bạn bè, đồng nghiệp thân thiết trở mặt với nhau. Vì vậy với bạn tuổi Sửu, bạn hãy giữ vững lý trí để có thể đưa ra những cách giải quyết vấn đề sao cho chính xác nhất bạn tuổi Sửu nhé. Thêm vào đó, trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu, bạn cũng không nên vội vàng tin theo những lời xúi giục của người ngoài. Và trước khi tin chắc vào một vấn đề nào đó, bạn cần phải dành thời gian để kiểm chứng lại những thông tin một cách rõ ràng để tránh mình rơi vào bẫy của họa nhé. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn đang rất hòa hợp với nửa kia của mình. Và để giải tỏa được sự căng thẳng và áp lực, bạn nên tâm sự và thảo luận cùng với người ấy, hai người cùng tìm ra cách đối diện với vấn đề với nhau nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, bạn bè, người thân thiết trở mặt với nhau. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy cần phải chuẩn bị về tinh thần, đối mặt với các tình huống xấu nhất xảy ra. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa kiểm chứng lại thông tin trước khi đưa ra quyết định cho mình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ không nên nghe theo những lời xúi giục của kẻ xấu. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc tin tưởng vào nửa kia của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 16, số 75, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ ba ngày 29 tháng 3 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi, và đây là nguyên nhân có thể khiến cho bạn tuổi Dần trở nên nóng nảy và thiếu đi sự kiên nhẫn khi mọi việc không diễn ra như ý muốn của mình. Bạn mệnh tuổi Dần nên kiên nhẫn hơn khi đối diện với những khó khăn hoặc là khi trò chuyện với bất cứ ai có ý kiến và quan điểm trái ngược chiều với mình, để tránh tự đẩy bản thân mình vào tình huống khó xử nữa nhé. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, và nếu như bạn giữ được một cái đầu lạnh với bạn rồi sẽ tìm được cách để hướng tới mục tiêu của mình đề ra. Với bạn tuổi Dần, sẵn sàng làm những điều mà mình từ trước tới giờ chưa hề nghĩ đến để có thể hoàn thành được công việc của mình nữa nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần, đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Cái điều này cũng sẽ giúp cho bầu không khí gia đình của bạn luôn được duy trì trong trạng thái hài hòa và yên ấm, tạo động lực để cho bạn cố gắng thêm vì những người thân yêu của mình. Và khi đưa ra những quyết định gì đối với bạn tuổi Dần trong ngày hôm nay, bạn cũng cần phải luôn suy nghĩ tới tổ ấm bé nhỏ của mình để cân nhắc cho kỹ càng nữa bạn tuổi Dần nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy nên bình tĩnh để lắng nghe người khác góp ý. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa tính khí nóng nảy,
thiếu đi sự kiên nhẫn. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, sẵn sàng đổi mới bản thân để hoàn thành công việc được giao. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, bình tĩnh để tìm ra hướng đi đúng đắn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, gia đình êm ấm, thuận hòa, vợ chồng tâm đầu ý hợp. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 25, số 73, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày 29 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Điều này chứng tỏ mối quan hệ tình cảm giữa bạn với các thành viên trong gia đình đang rất hòa hợp. Các thành viên trong nhà luôn tôn trọng ý kiến và bình tĩnh thảo luận với mọi người cho dù là khi có quan điểm bất đồng nhau đi chăng nữa. Với bạn tuổi Mão trong ngày này, nửa kia của bạn cũng là một người rất thấu hiểu và tâm lý. Nhiều khi người ấy có thể đoán được những suy nghĩ và cảm nhận của bạn mà không cần bạn phải cất lên thành lời. Vì vậy bạn cần phải trân trọng tình cảm mà hai người đang có và luôn nhớ là cần phải vun đắp mỗi ngày nữa bạn tuổi Mão nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này sẽ ảnh hưởng khiến cho bạn dễ vướng phải những mâu thuẫn, thị phi với đồng nghiệp hoặc là cấp trên. Bạn tuổi Mão thường khăng khăng làm theo ý của mình mà bỏ ngoài tai những lời góp ý, hướng dẫn của lãnh đạo nữa. Với bạn tuổi Mão, bạn không nên tiếp tục giữ những cái tính xấu, ưng bướng này của mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, nửa kia thấu hiểu và tâm lý, vợ chồng đồng lòng. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, các thành viên trong gia đình có được sự hòa hợp, quan tâm tới nhau. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, dễ vướng phải những mâu thuẫn, bất đồng với đồng nghiệp hoặc là với cấp trên. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, biết trân trọng tình cảm mà mình đang có. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, khăng khăng làm theo ý của mình mà bỏ ngoài tai những lời góp ý của người khác. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 21, số 50, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ ba ngày 29 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có kiếp tài gây rối. Điều này nhắc nhở bạn nên tránh vướng phải những vụ tranh đoạt về quyền lợi, chia bè kết phái giữa các đồng nghiệp ở chốn công sở. Việc nhẹ dạ cả tin sẽ bị lôi kéo khiến cho bạn gặp phải những không ít những rắc rối. Và bạn đừng có để cho bản thân mình trở thành người rất dễ bị lợi dụng vì tin người quá đáng bạn tuổi Thìn nhé. Hơn nữa, trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn, thái độ không đúng mực cho nên bạn rất dễ bỏ lỡ mất cơ hội làm ăn với đối tác lớn để tuột khỏi tầm tay một khoản tiền không hề nhỏ. Chắc chắn với bạn tuổi Thìn sẽ có cảm giác nối tiếc là không thể tránh khỏi, nhưng bạn cũng đừng thất vọng quá lâu, bạn cần phải vững vàng để đứng dậy và bắt đầu lại bạn tuổi Thìn nhé. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy tình cảm của bạn với nửa kia đang ở trong giai đoạn rất hòa hợp. Hai người có được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề và đây chính là lý do khiến cho bạn dù có đang gặp phải những khó khăn đi chăng nữa thì cũng tin chắc rằng mọi việc sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn khi có được người ấy ở bên động viên cho mình nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, nhẹ dạ cả tin cho nên dễ bị lôi kéo, rắc rối liên miên. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, tránh vướng vào các phi vụ tranh đoạt về quyền lợi,
chia bè kết phái. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, tìm cách đứng dậy sau thất bại để làm lại từ đầu. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, để lỡ mất cơ hội hợp tác làm ăn do thái độ không đúng mực. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, tình cảm hòa hợp, đôi lứa tìm được tiếng nói chung. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 25, số 89, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Tỵ thứ ba ngày 29 tháng 3 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tỵ có được cơ hội thể hiện điểm mạnh của bản thân mình trong các công việc liên quan tới học tập, nghiên cứu, khoa học. Với bạn tuổi Tỵ, bạn vốn có kiến thức rộng rãi và phong phú sẽ khiến cho mọi người xung quanh ai cũng khâm phục bạn nữa nhé. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ, bạn không nên dễ hài lòng với những gì mà mình đang có được, bởi như vậy bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ và khó có thể tiến bộ hơn được. Bạn đừng có lười biếng tạo cơ hội cho kẻ khác vượt qua mình. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có hỏa khí vượng, điều này nhắc nhở bạn là chớ nên giữ những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng. Nếu như có việc gì đó gây khó chịu cho bạn thì bạn nên tâm sự với những người đáng tin cậy ở xung quanh mình. Có như vậy mới có thể tìm ra hướng giải quyết, tháo gỡ được những phần nào khó khăn mà bạn đang gặp phải, vướng mắc ở trong lòng nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, không nên dễ dàng bằng lòng với thực tài. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, thể hiện được điểm mạnh của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, hãy cư xử một cách lý trí hơn. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, không nên giữ những suy nghĩ tiêu cực ở trong lòng. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, không nên nóng nảy khi gặp phải những chuyện không hài lòng. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 15, số 57, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Sửu, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ thứ ba ngày 29 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội nâng đỡ, điều này sẽ giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay tiến triển vô cùng là thuận lợi. Với bạn tuổi Ngọ, chỉ cần hết mình vì công việc thì sẽ đạt được mục tiêu mà bạn đã đề ra, thậm chí là vượt xa so với mong đợi nữa nhé. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ, các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển rất hài hòa, và càng may mắn hơn với bạn sẽ có được cơ hội gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay, và quý nhân sẽ giúp cho bạn định hướng tương lai hoặc là giải quyết những khúc mắc mà bạn đang gặp phải ở hiện tại nữa. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2022, tức là ngày 27 tháng 2 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày vãng vong, cũng là ngày tam nương sát, xấu, kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Vì vậy với bạn tuổi Ngọ không nên thực hiện những công việc trọng đại trong ngày hôm nay. Và ngày này với bạn tuổi Ngọ, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Nam và tài thần hướng Tây Nam. Đây là hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Vài câu quýt cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này: tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, thực hiện mọi việc theo đúng như kế hoạch mà mình đã đề ra. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, công việc phát triển được thuận lợi, có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, mạnh dạn trao đổi ý kiến với người khác. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, làm việc hết mình sẽ thu được kết quả xứng đáng. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc
4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 36, số 69, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mùi thứ ba ngày 29 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho những bạn đang còn độc thân trở nên cực kỳ là đào hoa trong ngày hôm nay. Với mặt tính cách nổi bật của bạn sẽ giúp cho bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với những người khác phái. Đối với những bạn đang còn độc thân nên dành nhiều cơ hội cho những người thực lòng với mình nhé. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi, đối với những người đã lập gia đình rồi thì có được một ngày rất yên bình. Sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến cho bạn luôn tin tưởng và tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Gia đình chính là nguồn động lực để cho bạn cố gắng hơn mọi ngày nữa. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh. Cái điều này cũng sẽ mang tới cho bạn có được lòng dũng cảm để bắt tay vào thực hiện mọi công việc. Cho dù không được mọi người xung quanh ủng hộ, nếu như bạn tin chắc đó là điều đúng đắn thì nên làm, hãy quyết tâm thực hiện rồi bạn sẽ nhận được những thành quả xứng đáng với mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, có được cơ hội tìm được nửa kia, hãy quan sát kỹ trước khi quyết định. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, tạo được ấn tượng tốt đẹp với những người khác giới. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, hãy tự tin bắt tay vào thực hiện những kế hoạch của bản thân mình đã đặt ra. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, nhận được kết quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, vợ chồng đồng lòng để khắc phục được những khó khăn. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 70, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Hợi, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Thân thứ ba ngày 29 tháng 3 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn vốn là người tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng lại càng có dịp được phát huy điểm mạnh của bản thân mình. Lại thêm việc với bạn tuổi Thân được thần Phật che chở, làm việc gì cũng rất thông thuận và trôi chảy trong ngày hôm nay nữa nhé. Với bạn tuổi Thân trong ngày này, trong cuộc sống, bạn luôn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người, song không phải ai cũng biết ơn và báo đáp lòng tốt của bạn, thậm chí có những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội này để gây tổn hại cho bạn nữa. Vì vậy, bạn nên có lòng đề phòng với mọi người tiếp cận với mình nhé. Ngày này, bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có hỏa khắc với kim, cho nên với bạn cũng đang có điềm báo, dễ khắc khẩu với nửa kia của mình vì những quan điểm bất đồng trong cuộc sống. Khi cả hai người đều đang trong tình trạng nóng nảy thì tốt nhất là bạn nên khéo léo tìm cách để tạm dừng cuộc nói chuyện và tìm thời điểm thích hợp hơn để thảo luận với nhau. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, công việc tiến triển được thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, có suy nghĩ cởi mở, phóng khoáng, dễ tiếp thu được những điều mới mẻ. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, không nên suy nghĩ quá bi quan dù gặp phải chuyện xui xẻo. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, đề phòng kẻ tiểu nhân gây tổn hại tới bản thân mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn, khắc khẩu. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 95, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng kim, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 29 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu
cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dậu dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình và nhận được sự tôn trọng của mọi người xung quanh. Với bạn tuổi Dậu có thể sẽ trở thành người dẫn dắt, giúp cho cả tập thể vượt qua những khó khăn trước mắt và đạt được những mục tiêu đã đề ra nữa nhé. Tuy nhiên, với bạn tuổi Dậu trong ngày này, bạn cần phải chú ý thói quen nói năng, cư xử quá mức thẳng thắn của mình. Dù bạn là người lãnh đạo, thì khi phê bình cấp dưới, bản mệnh cũng nên sử dụng những từ ngữ uyển chuyển giúp cho người nghe dễ dàng tiếp thu hơn. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu, lại đang gặp ngày có họa khắc với kim. Điều này làm cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với quân cái lại không được hòa thuận cho lắm. Có thể là vì bạn và quân cái hoặc là cha mẹ của mình vẫn chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau và bạn hãy dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện, giải tỏa những khúc mắc, đồng thời học cách lắng nghe từ quân cái, cha mẹ của mình nữa nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy chinh phục được lòng tin của mọi người, tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa thể hiện được khả năng lãnh đạo, đưa cả tập thể tiến tới thành công, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ người nhà chưa thực sự thấu hiểu, quan hệ đôi bên không được hòa thuận cho lắm, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc chú ý trong cách sử dụng từ ngữ, không nên làm tổn thương người nghe. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim tìm cách hóa giải những bất mãn ở trong lòng. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 31, số 72, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày 29 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Điều này giúp cho mối quan hệ của bạn với những người lớn tuổi trong gia đình đang rất hòa thuận. Bản mệnh tuổi Tuất luôn tôn trọng ý kiến của những người đi trước và sửa mình để hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Trong ngày này, với nửa kia, bạn là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Cho dù đi làm có vất vả thì khi về đến nhà, bạn cũng luôn chủ động để giúp đỡ nửa kia của mình trong các công việc gia đình. Nhờ vậy mà, vợ chồng luôn có được sự thuận hòa, yêu thương lẫn nhau. Chỉ đáng tiếc là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo có thể sẽ vướng phải những rắc rối bất ngờ liên quan tới bạn bè, đồng nghiệp. Bạn cần phải cẩn trọng hơn trong cách nói năng, hành xử của bản thân mình. Đừng có để cho mối quan hệ bị tổn hại bởi những điều nhỏ nhặt bạn tuổi Tuất nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa là người vợ, người chồng có trách nhiệm. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ tôn trọng ý kiến của cha mẹ và những người đi trước. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim quan tâm chăm lo tới các thành viên trong gia đình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy hãy cẩn trọng trong cách nói năng, hành xử của bản thân. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 28, số 88, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Hợi thứ ba ngày 29 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này sẽ làm cho bạn có thể thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình trong ngày hôm nay, và bạn đang múa rìu qua mắt thợ và có thể sẽ tự đẩy bản thân mình vào những tình huống khó xử, gây khó dễ cho bản thân mình nữa nhé.
Trong ngày này với bạn tuổi Hợi, nếu như bạn là người đang còn trẻ tuổi, dù có tham vọng muốn chứng minh bản thân mình, thì trước hết là bạn vẫn cần phải có một khoảng thời gian dài, cố gắng chứ không nên vội vàng muốn thấy được ngay kết quả. Bạn hãy lập ra cho mình những kế hoạch với đích đến cụ thể và cố gắng không bỏ cuộc giữa chừng bạn tuổi Hợi nhé. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng trong ngày này bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa, điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia lại chẳng được như ý muốn, với bạn đang cảm thấy bất mãn vì nửa kia không hiểu được ý muốn của mình, và những vấn đề có thể sẽ nằm ở việc bạn chưa truyền đạt được mong muốn thật rõ ràng của bản thân mình nữa đó nhé. Về cầu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, chú ý hoàn cảnh, đối tượng giao tiếp với mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, thích thể hiện quan điểm của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, không nên ôm đồm quá nhiều công việc. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, thành công không đến một cách nhanh chóng. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 21, số 53, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Mùi, tuổi Tý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và gặp lại.